Chào mừng các bạn đã đến với số đặc biệt của chương trình Niềng Trải. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp gỡ một khách mời rất đặc biệt, người mà đã bỏ cả một ngày công làm việc để có thể xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Đó chính là bác sĩ Cao Thị Linh. Và ngay trong phần mở đầu này thì em sẽ mời bác sĩ Cao Linh tham gia với em một thử thách. Đó chính là bác sĩ sẽ phải tự giới thiệu về bản thân mình. Và trong phần giới thiệu này thì bắt buộc là phải có cụm từ Niềng Trải. Bác sĩ có sẵn sàng không ạ? Ok, xin chào Trinh và xin chào tất cả các quý vị khán giả. Thì bác sĩ cũng đã sẵn sàng để tham gia trải nghiệm cùng với Trinh. Thì bác sĩ xin tự giới thiệu, mình là bác sĩ Cao Thị Linh, hiện tại đang làm tại lĩnh vực bác sĩ chỉnh nha của hệ thống nha khoa Lạc Viên Tech, và cụ thể là ở cơ sở 168 Đường Láng. Thì với cái kinh nghiệm điều trị chỉnh nha của mình hiện tại thì mình cũng đã kết thúc được với số lượng ca cũng tương đối, khoảng hơn 2.000 ca, và cũng đã đang điều trị cho khoảng tầm 1.000 bệnh nhân. Thì hy vọng là với cái kinh nghiệm của mình cũng coi như là một cái sự niềng trải để có thể giúp đỡ quý vị khán giả trong cái talk show ngày hôm nay. Và chị cũng biết là Trinh là một khách hàng niềng răng, và cái tỷ lệ mà bong mắc cài trong ca của Trinh là cũng tương đối nhiều, đúng không Trinh? Đó đã là câu chuyện của một năm trước rồi, dạ này em không bong mắc cài nữa rồi ạ. Và em nghĩ là chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Và em cũng được biết rằng bác sĩ Cao Linh đã có khá là nhiều năm trong nghề rồi, và cũng đã lên được một vị trí cũng khá là tương đối cao rồi. Và bác sĩ Cao Linh là người kiểm duyệt chính cho tất cả những ca niềng răng tại cơ sở 168 Đường Láng. Chính vì thế nên là em nghĩ là chị sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm cũng như là kỷ niệm đối với từng khách hàng, đúng không ạ? Và em muốn hỏi chị là khách hàng nào để lại cho chị nhiều ấn tượng nhất trong cái quá trình công tác của mình ạ? Thì đối với một cái câu hỏi như này thì tất nhiên là những cái ca mà khó thì mình sẽ là những ca mình thấy ấn tượng rồi. Và cái ca mà bác sĩ cảm thấy là khó mà ấn tượng nhất đấy là một ca một bạn nữ sinh năm 1993. Bạn ấy đã niềng răng ở một cái nha khoa khác đến gần 3 năm rồi, nhưng mà kết quả thì không hề có gì thay đổi cả. Thậm chí là một cái răng số 7 của bạn nó còn hỏng đến mức là nang quanh cuống rất là to. Chính vì vậy mà lúc đó bác sĩ đến, bác sĩ sẽ phải thăm khám và lên kế hoạch điều trị, cũng như là giải quyết lại những cái hậu quả từ trước đây, những cái ca niềng răng mà ở nha khoa khác đã làm cho bạn. Đó là xử lý các vấn đề, ví dụ như là bạn nói về vấn đề một là hô, hai là tình trạng mà rất là khó ăn nhai do bị răng bị viêm đau như vậy. Đó, nên là bác sĩ đã phải giải quyết một ca đó tốn rất là nhiều neuro thần kinh ạ. Và bạn bệnh nhân đó thì khi mà đến với nha khoa là cũng phải xin cầu cứu, bác sĩ ơi cứu em với, vì ca của em đã niềng răng rất là lâu như này rồi mà em lại cảm thấy là tình trạng mình còn ho hơn, thậm chí là các cái răng mình điều trị lại còn gây tình trạng đau nữa. Nên là bác sĩ lúc đó là bác sĩ đang nghĩ trong đầu là cái khả năng là mình điều trị thành công lại một cái ca niềng răng lại như thế này, và để cho một khách hàng ưng ý và hài lòng thì chắc chắn là sẽ tốn rất là nhiều công sức và tâm huyết. Và khi đó thì đúng là cái quá trình điều trị của bạn là quả thật là gian nan, nhưng mà thực tế thì quá trình điều trị răng của bạn ấy thì cũng không quá là lâu, thì cũng là một cái may mắn trong ca niềng răng của bạn, và với kết quả cũng tương đối là hài lòng với ca điều trị của bạn. Đấy. Nghe bác sĩ kể thì em cũng rất là tò mò, vì em được biết rằng niềng lại cho một khách hàng đã niềng răng từ trước là không phải là một việc đơn giản và cũng có rất là nhiều nguy cơ. Vì thế em không biết rằng bác sĩ đã làm như thế nào để có thể kiểm soát được cái quá trình điều trị đó, cũng như là mang lại cho khách hàng một cái kết quả mà khiến cho bạn ấy hài lòng nhất như vậy ạ. Thì thực sự ra là một cái ca này là một ca rất là đặc biệt, khác hẳn với toàn bộ các cái ca điều trị thông thường khác. Thì với bạn này, ở buổi đầu thăm khám, bác sĩ đã tốn mất một nửa ngày để có thể giao tiếp với bạn và tìm ra cái mong muốn của bạn, cũng như là từ những cái mong muốn của bạn để tìm ra được những cái giải pháp về sau này trong cái quá trình điều trị. Đấy, thì vì là một khách đã đến niềng răng được 3 năm mà kết quả thì lại cảm thấy là nó tồi tệ đi, nên là bác sĩ đã phải khai thác tất cả các cái thông tin mà bạn đang mong muốn, bao gồm có tình trạng hô này, bạn kể rất là dài về những cái tình trạng của bạn ban đầu như thế này, bạn còn cho xem cả hình ảnh ban đầu bạn điều trị, tiến trình bạn điều trị, và thậm chí là tình trạng bây giờ mình so sánh. Thực sự là
ca này cũng đã phải tốn rất là nhiều cái công sức để lên một cái phác đồ điều trị hợp lý và đồng thời là giải quyết những cái hậu quả mà đã đem lại từ cái việc nhường răng hỏng từ trước. Đó thì với cái ca điều trị này thì thực tế là bác sĩ cũng rất là may mắn là điều trị nhường thêm cho bạn là trong khoảng 2 năm thôi. Bạn đã điều trị được cái vấn đề hô mà bạn đã giải quyết được những cái vấn đề về đau răng trước đó, và thậm chí là bác sĩ đã kéo cho bạn cái răng số 8 về thay thế cái răng số 7 là cái răng mà đã viêm quanh cuống và hỏng từ trước. Thì quả thực là bạn rất hài lòng cả về tình trạng về thẩm mỹ, bạn đã thấy đã thoải mái hơn, đồng thời là hàm răng bạn ăn nhai được, thì quả thực là bạn cũng đã cảm thấy là rất là có cái ấn tượng tốt với nha khoa, và cũng cảm thấy là khi mà cảm xúc mà khi quá trình tháo mắc cài là bạn cũng đã rất là vui, và thậm chí là bạn đã phải thốt lên là bạn cảm ơn bác sĩ vì bác sĩ đã điều trị cho bạn. Tuy nhiên thì với một cái quá trình điều trị tại một cái nha khoa khác trong vòng 3 năm mà không ưng ý, đồng thời thêm 2 năm nữa để điều trị lại, thì tổng quá trình điều trị niềng răng đã mất là 5 năm, thì đây là một cái điều mà không hề một cái khách hàng nào mong muốn trong quá trình điều trị của họ cả. Vâng ạ, và có lẽ quý vị khán giả cũng còn nhớ những cái số postcard trước của Niềng Trải thì chúng tôi đã mời đến đây rất là nhiều bác sĩ, và hầu hết những câu chuyện mà các bác sĩ kể về những khách mời khiến cho bác sĩ ấn tượng nhất thì đều là những khách hàng mà đã từng niềng răng hỏng và tìm tới các bác sĩ để có thể được điều trị lại để có một cái kết quả niềng răng tối ưu hơn và tốt hơn. Và bác sĩ Cao Linh thì có biết là chị Phương Anh với cả chị Bích Phương đúng không ạ? Hai bác sĩ này thì cũng đã từng xuất hiện trong chương trình của chúng ta và cũng kể những câu chuyện rất là tương tự như bác sĩ đấy ạ. Thực ra thì tôi thì cũng đã điều trị cùng với cùng đồng hành điều trị cùng với bác sĩ Bích Phương cũng như là bác sĩ Phương Anh, và trực tiếp làm việc thì cũng giống như các bác sĩ khác thôi, thì đối với một ca mà để gây ra ấn tượng nhiều nhất đối với cái quá trình hành nghề của bác sĩ đấy là những cái ca mà coi như là những ca niềng hỏng. Mình đã làm được những cái điều gì đó cho khách mà khách đã cảm thấy là biết ơn mình, thì đấy là những cái điều mà rất là quý giá mà bác sĩ cũng sẽ là ghi nhớ trong suốt quá trình hành nghề của mình. Vâng, chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng trong số lần này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều điều để chia sẻ với nhau, xuất phát từ kiến thức, kinh nghiệm cũng như là trải nghiệm của bác sĩ trong quá trình làm nghề của mình. Và như tôi đã nói ngay từ ban đầu thì hôm nay sẽ là một số đặc biệt của Niềng Trải, cho nên là chúng ta sẽ có nhiều thử thách hơn bình thường một chút. Thì bác sĩ có sẵn sàng tham gia thêm một thử thách của chương trình không ạ? Tôi sẵn sàng. Vâng ạ, và trong thử thách lần này thì chúng ta sẽ có một số những cái cụm từ liên quan tới các biến chứng khi mà niềng răng hỏng, có liên quan tới câu chuyện của bác sĩ vừa kể đấy ạ. Và tôi và cả bác sĩ thì đều phải tham gia thử thách này. Và chúng ta sẽ... bác sĩ sẽ có 2 cụm từ và tôi sẽ có 3 cụm từ. Chúng ta sẽ có nhiệm vụ là mô tả về các biến chứng liên quan đến niềng răng hỏng, và người còn lại thì sẽ phải gọi tên các biến chứng này ra, và người mô tả thì không được gọi tên trực tiếp các biến chứng này. Bác sĩ có... Ok, tôi đã hiểu, đã làm được. Vâng ạ, thế thì chúng ta bắt đầu ngay lập tức được không ạ? Ok, bắt đầu nhé. Bác sĩ muốn mô tả trước hay là muốn đoán trước ạ? Mình mô tả trước đi. Dạ vâng ạ, okay. Bác sĩ mô tả trước đi ạ. Hồi hộp quá. Tôi sẽ mô tả bằng cái ngôn ngữ cơ thể nhá. Dạ vâng. Đây là một cái răng. Đây là một cái răng. Dạ vâng, một cái răng. Có phải là tiêu chân răng không ạ? Chính xác dạ xác. Như các bạn đã biết thì tiêu chân răng ấy là một cái biến chứng mà cũng rất là hay gặp trong cái quá trình niềng, bởi vì là đối với các bác sĩ mà không hề có kinh nghiệm trong cái quá trình niềng răng, có thể do những cái kinh nghiệm cũng như là cái vật liệu và trang thiết bị để điều trị một cái ca niềng đó không đủ tiêu chuẩn, có thể dẫn đến cái vấn đề tiêu chân răng xảy ra trên lâm sàng. Thì biểu hiện của tiêu chân răng đó là tình trạng mà răng lung lay quá mức, và thể hiện rõ đấy là trên phim chụp X-quang, và thường thấy đó là phim toàn cảnh panorama thì sẽ đánh giá được tình trạng đó là tiêu chân răng, hoặc là phim con bim CT có thể thấy là tình trạng là chân răng bị tiêu ngắn đi so với cái giải phẫu thông thường mà ban đầu vốn có của nó. Thì đây là một cái biến chứng cũng tương đối là nguy hiểm mà các bạn khách hàng có thể gặp phải trong cái quá trình niềng.
Thì hy vọng là trong cái quá trình điều trị niềng răng thì hãy gặp những cái nha khoa uy tín và bác sĩ có đủ các cái điều kiện để có thể điều trị được ca niềng, để hạn chế những cái biến chứng như thế này có thể xảy ra trên ca của các bạn. Vừa rồi thì bác sĩ đã chia sẻ một số những cái thông tin liên quan tới biến chứng tiêu trên răng, nhưng mà em thấy là những cái mà bác sĩ chia sẻ, những cái điều mà bác sĩ chia sẻ vừa rồi thì hầu hết là bệnh nhân phải tới các nha khoa thì mới có thể biết được cái tình trạng của mình. Vậy thì với cái biến chứng này thì bệnh nhân có cái cách nào, có cái dấu hiệu nào để có thể tự nhận biết tại nhà về cái biến chứng này không ạ? Dấu hiệu để nhận biết cái tình trạng mà tiêu chân răng mà có thể mình có thể tự nhận biết ở nhà ấy, thì như vừa nãy bác sĩ cũng nói đấy là tình trạng mà răng có thể thấy là lung lay, mức độ lung lay quá mức ở trong ngưỡng cho phép. Ví dụ như là có thể lung lay tự cảm nhận bằng tay, và lung lay cảm giác là răng nó yếu và do bị thiếu cái cấu trúc nâng đỡ là các cái phần xương, hoặc là tình trạng mà các bạn thấy là trước đây khi mà răng đã đều hết rồi mà không hề có những cái phần tam giác đen xuất hiện ở phía bên dưới kẽ chân răng, mà càng ngày cái tình trạng đấy lại càng diễn ra trầm trọng và nặng nề hơn, thì đó là một trong những cái biến chứng của tiêu chân răng hay là tiêu xương ổ răng, để các bạn có thể tự nhận biết tại nhà mà không cần đến tại nha khoa để có thể thăm khám. Tuy nhiên thì cái việc mà chụp X quang thì đây cũng là cái tiêu chuẩn vàng để xác định là cái việc tiêu chân răng này có phải là biến chứng của niềng răng hay không. Thì các bạn hãy lưu ý về cái biến chứng này. Dạ vâng. Khi mà thăm khám thì sẽ rõ hơn. Dạ vâng. Cụm từ đầu tiên của chúng ta thì đã được lật mở rồi. Và bây giờ thì tôi xin phép được mô tả một cụm từ nữa để cho bác sĩ đoán ạ. Dạ vâng. Cụm từ của chúng ta có 5 tiếng đấy ạ. Vâng. Và đây là khuôn mặt. Bác sĩ Cao Linh cũng có biết về cái tình trạng của tôi trước khi niềng răng đúng không ạ? Đấy, đúng rồi ạ. Nó là một trong những cái tình trạng đấy ạ. Lệch mặt, lệch nhận, lệch đường giữa. Có 5 tiếng đấy ạ. Lệch nhân trung và lệch mặt. Lệch nhân trung, lệch mặt. Bác sĩ có 2 cơ hội nữa ạ. Bác sĩ hãy trân trọng cơ hội của mình ạ. Trình có thể mô tả lại một lần nữa không nhỉ? Dạ vâng, đây ạ. Lệch đường giữa, lệch mặt. Gần đúng rồi ạ, sắp đúng rồi ạ. Lệch nhân trung, lệch mặt. Cái đáp án trước đó ạ đã rất là sát với đáp án chính xác rồi. Và bác sĩ có thể lệch mặt là lệch đường giữa, lệch mặt ạ. Lệch đường giữa. Đúng rồi ạ. Và đáp án của chúng ta chính là lệch mặt, lệch đường giữa. Và bác sĩ có thể mô tả kỹ hơn về cái biến chứng này cho khán giả được biết được không ạ? Tình trạng lệch mặt thì đây cũng có thể coi là một cái biến chứng trong cái quá trình niềng răng. Thì lệch mặt thì có thể xuất phát có nhiều nguyên nhân. Thì nguyên nhân thông thường thì sẽ là tình trạng mà lệch mặt xuất hiện trước quá trình niềng, đó là nguyên nhân do tình trạng xương, do tình trạng cơ không đồng đều ở cái quá trình lúc bắt đầu thăm khám bác sĩ đã phát hiện ra, hoặc là tình trạng lệch mặt mà là biến chứng của quá trình niềng, đó là khi mà điều trị niềng răng từ cái tình trạng mặt ban đầu cân xứng mà dẫn đến cái khuôn mặt bị lệch, đó là do các cái kết cấu của tổ chức cơ hai bên ở trong cái quá trình ăn nhai không được đồng đều, hoặc là do cái khớp cắn đã điều trị sai lệch đi dẫn đến lộ ra ở cái tình trạng kiểu hình ở ngoài mặt, đấy là tình trạng lệch mặt. Thì cái tình trạng lệch đường giữa thì đây cũng coi là một cái triệu chứng của việc điều trị không thành công. Thì quá trình lệch đường giữa này thì có thể là xuất hiện là do các bác sĩ không căn chỉnh cái tình trạng giữa của răng cửa trên và dưới trong cái quá trình niềng, để đến lúc mà khi kết thúc niềng cái khoảng đã được đóng kín rồi mà tình trạng đường giữa vẫn chưa hề được giải quyết, thì đây cũng là một cái triệu chứng mà coi như là một cái biến chứng mà bác sĩ đã không giải quyết được cho bệnh nhân. Thì đây là hai cái biến chứng cũng tương đối là thường gặp trong cái quá trình chỉnh nha, trên cái quá trình chỉnh nha của bệnh nhân. Vâng ạ. Và trước khi niềng răng thì em cũng có gặp cái tình trạng lệch mặt, lệch đường giữa. Và cái tình trạng này thì là do em tự cảm nhận thôi. Khi mà em chụp ảnh thì thấy soi gương thì thấy lệch.
Nhưng mà em không biết rằng có cái số liệu nào hoặc là có cái tiêu chuẩn nào để đánh giá cái tình trạng lệch mặt, lệch đường giữa không ạ? Thực ra thì không có một cái tiêu chuẩn nào để đánh giá là lệch mặt, lệch đường giữa này là đang trong tình trạng biến chứng hay không cả. Bởi vì đây thực tế thì để mà một ca mà kết thúc thì bác sĩ cũng phải dựa trên các cái chỉ số tiêu chuẩn để đánh giá tình trạng khuôn mặt, các chỉ số về ba tầng mặt hay là các chỉ số về mức độ cân xứng của khuôn mặt ở hai bên để đánh giá tình trạng có lệch mặt hay không. Hay là tình trạng lệch đường giữa thì bác sĩ sẽ phải so sánh các cái kết cấu của đường giữa răng cửa với cả đường giữa của cái trục mặt để đánh giá xem là cái việc lệch đường giữa này là có giải quyết được dứt điểm hay không. Thì thực tế là không có một cái tiêu chuẩn nào hay là một cái số đo nào để đánh giá chính xác được là cái tình trạng thế nào là biến chứng của lệch mặt, là biến chứng gây lệch mặt, và thế nào là biến chứng gây lệch đường giữa cả. Chính vì vậy mà khi các bạn đến với nha khoa thì hãy lựa chọn các nha khoa uy tín và có các cái phần mềm và các cái thiết bị để có thể đo đạc được chính xác các cái chỉ số này để phân tích cho các bạn ngay từ đầu để có một cái kết quả điều trị niềng răng thành công. Vâng ạ. Và sau một quá trình được niềng răng thì cái tình trạng lệch mặt của em thì cũng được cải thiện khá là nhiều rồi. Và tôi hy vọng rằng sau khi kết thúc quá trình chỉnh nha của mình thì cái tình trạng này sẽ được cải thiện hoàn toàn. Vâng ạ. Và chúng ta đã tìm hiểu về hai biến chứng của niềng răng hỏng. Và tiếp theo thì bác sĩ Cao Linh có thể mô tả được không ạ? Biến chứng này thì bao gồm có 3 chữ cái nhé. Dạ. Cũng vẫn là cái răng ạ, vẫn là cái răng. À, có phải là bật chân răng ra khỏi xương của răng không ạ? À, không phải ạ. Ở bên trong cái răng là nó có những cái gì? Và nó bị bên trong cái răng bị bật ra ngoài. Không, cái trong cái hệ thống của cái răng. À, tủy ạ. Đúng rồi. Tủy đúng không ạ? Viêm tủy ạ. Ba chữ cái. Cái gì nhỉ? Viêm tủy răng ạ. Chữ đầu tiên là răng chết tủy ạ. Đúng rồi. À, dạ vâng. Thì đây là một cái biến chứng của trong cái quá trình niềng răng là răng chết tủy. Thì thực tế thì với cái biến chứng này thì cũng tương đối là ít gặp trong cái quá trình mà chỉnh nha. Tuy nhiên thì đối với một ca mà răng chết tủy là khi bác sĩ không đo đạc được lực kéo trên lâm sàng dẫn đến tình trạng là răng bị di chuyển với lực kéo quá mức, dẫn đến là răng không đáp ứng được với lực kéo đó và dễ dàng là gây ra các cái tình trạng là răng bị chết tủy và gây ra triệu chứng trên lâm sàng, đó là bệnh nhân bị đau, bị nhức và thậm chí là đau đến mức là buổi đêm mà không ngủ được phải sử dụng các cái thuốc để hỗ trợ giảm đau. Đó thì cái biến chứng này là một cái biến chứng mà chủ yếu là do kinh nghiệm của bác sĩ, đến từ kinh nghiệm của bác sĩ không kiểm soát được cái lực kéo trong quá trình chỉnh nha. Tuy nhiên thì có một cái biến chứng mà răng chết tủy có thể xảy ra là do những cái yếu tố chủ quan từ phía bác sĩ. Việc mà bệnh nhân có những cái lỗ sâu ngay từ ban đầu khi đến khám niềng răng mà bác sĩ không hề phát hiện ra có thể dẫn đến là lỗ sâu ăn lan vào buồng tủy, dẫn đến vấn đề chết tủy răng mà bác sĩ sau đó mới có thể phát hiện bằng các cái triệu chứng mà bệnh nhân đã đang cảm nhận, đó là triệu chứng đau nhức trong cái quá trình điều trị. Vâng ạ, xin cảm ơn những thông tin rất là bổ ích từ bác sĩ. Và biến chứng này thì thực sự rất là đau đớn và để lại những hậu quả rất là nặng nề. Chính vì thế cho nên là tôi mong rằng tất cả những cái bạn niềng răng thì sẽ không bao giờ phải gặp phải biến chứng này ạ. Vâng, và chúng ta còn hai biến chứng nữa. Tiếp theo thì tôi muốn bác sĩ đoán một biến chứng này có rất là nhiều từ đơn đấy ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 từ đơn ạ. Biến chứng có tên khá là dài. Và chắc là tôi sẽ phải rồi mô tả bằng cả lời nói cũng như là hành động của mình ạ. À, đây ạ, có mấy cái khớp ở chỗ này đấy ạ. Và nó hoạt động thì nó không được theo đúng cái quy luật tự nhiên của nó ạ. Thì bác sĩ có đoán được biến chứng này không ạ? Khớp thì có thể là khớp thái dương hàm đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Hoặc là khớp ở phía duy nhất ở trên cái đầu sọ mặt là khớp động, đó là cái khớp thái dương hàm, khớp nối giữa hàm trên hàm dưới. Đúng rồi ạ. Có thể là tình trạng là rối loạn khớp thái dương hàm. 10 chữ cái ạ. Biến chứng này của chúng ta thì sẽ được ghép lại từ 10 từ đơn ạ. Và tôi có thêm một ý nữa cho bác sĩ Cao Linh, đó chính là hai biến chứng. À, bao gồm hai biến chứng. Đúng rồi ạ, đúng rồi ạ. Nó là một biến chứng ở phần này và một biến chứng ở phần khớp động mà bác sĩ vừa mô tả đấy ạ. Đó.
Thế thì có thể là biến chứng ở trong phần khớp cắn đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Có thể là rối loạn cái khớp cắn. Rối loạn khớp cắn rối thì chưa đủ. Rối loạn khớp cắn, 4 từ rồi ạ, 4 từ rồi ạ. Và rối loạn khớp thái dương hàm. Rối loạn khớp cắn. Rối loạn khớp thái dương hàm. Đúng rồi ạ. Và đáp án cuối cùng của bác sĩ là gì ạ? Đáp án cuối cùng của tôi đó là rối loạn khớp cắn và rối loạn khớp thái dương hàm. Đúng rồi ạ. Và biến chứng tiếp theo của chúng ta đó chính là rối loạn khớp cắn, rối loạn khớp thái dương hàm. Đây cũng là một cái tình trạng khá thường gặp của những người niềng răng. Và bác sĩ có thể cho khán giả biết thêm một số thông tin về biến chứng này không ạ? Biến chứng thứ nhất là biến chứng rối loạn khớp cắn, thì thực tế thì cái tình trạng mà rối loạn khớp cắn thì thường xảy ra phổ biến đối với những ca mà bác sĩ không có các cái kinh nghiệm trong quá trình điều trị niềng răng để kết thúc một cái khớp cắn mà hoàn hảo nhất. Thì cái khớp cắn mà hoàn hảo nhất mà bác sĩ chỉnh nha nào cũng mong muốn hướng đến đó là khớp cắn chuẩn hạng 1 theo angle. Tuy nhiên thì tình trạng rối loạn khớp cắn có thể xảy ra khi mà tình trạng những cái chức năng của khớp cắn không được tốt, ví dụ như là việc ăn nhai bị hạn chế do các cái trục của răng bị sai hướng, hoặc là do tình trạng là các cái răng cao, răng thấp trong cái quá trình chỉnh nha dẫn đến là việc ăn nhai có những cái điểm cản trở gây đau nhức cho bệnh nhân và khó khăn trong quá trình ăn uống. Đấy là một cái biến chứng mà rối loạn khớp về khớp cắn. Tóm lại là không đạt được đến cái kết quả khớp cắn chuẩn ở cái kết quả điều trị. Biến chứng thứ hai là biến chứng rối loạn khớp thái dương hàm. Thì cái khớp thái dương hàm như bác sĩ cũng vừa mô tả cho quý vị, đó là cái khớp động duy nhất ở trên cái hệ thống sọ mặt, là khớp nối giữa xương hàm trên và xương hàm dưới. Khi mà các bạn giữ tay ở vị trí phía hai bên ở bên trước nắp tai, các bạn há ngậm miệng, cái khớp này là khớp chuyển động. Khi chuyển động cũng đồng nghĩa với việc là trong quá trình thực hiện chức năng của cái khớp cắn ấy, thì khớp thái dương hàm này cũng tham gia vào hoạt động ăn, nhai, nói, nuốt và các cái hoạt động cận chức năng khác. Thì cái tình trạng rối loạn khớp thái dương hàm này thì là do cái chức năng của cái khớp thái dương hàm này không được hoạt động tốt, có thể gây ra tình trạng đấy là đau nhức, hoặc đơn giản hơn là những tình trạng mà há ngậm miệng gây ra chuyển động khớp bị lệch lạc, hay là tình trạng há ngậm miệng có tiếng kêu. Đấy là một trong những cái biểu hiện của tình trạng rối loạn cái khớp thái dương hàm này. Thì để mà cụ thể hơn về những cái biến chứng này thì có rất là nhiều những cái triệu chứng xung quanh qua cái các cái hội chứng của các cái biến chứng này, thì các bạn sẽ phải tìm hiểu thêm về cái hệ thống khớp cắn cũng như là hệ thống cái khớp thái dương hàm để mình kỹ càng hơn về cái vấn đề này nhé. Vâng ạ, và tôi cũng thấy rằng cái tình trạng rối loạn khớp cắn cũng là rối loạn khớp thái dương hàm thì cũng khá là thường gặp. Vậy thì sau khi mà niềng răng, ví dụ như là đối với những ca niềng răng hỏng ấy, mà gặp phải tình trạng này, thì sau khi được điều trị lại thì cái tình trạng này có thể cải thiện được khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? Thì tình trạng rối loạn về khớp cắn thì có thể là nguyên nhân sâu xa là đến từ vị trí của cái việc cấu trúc của xương hàm, tương quan xương giữa hàm trên hàm dưới nó đã được không cân xứng rồi, thì cái việc rối loạn khớp cắn cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên ở trong cái ngưỡng chịu đựng được, tức là bệnh nhân không hề có những cái biểu hiện ra bên ngoài mà ăn nhai vẫn hoàn toàn tốt, thì đấy là cái có thể gọi là chấp nhận được trong cái quá trình niềng răng đối với tình trạng rối loạn khớp cắn đến từ cái giải phẫu xương. Còn tình trạng rối loạn khớp thái dương hàm thì đối với nhiều bạn trong cái quá trình bắt đầu đến thăm khám có những tình trạng rối loạn khớp thái dương hàm thì bác sĩ sẽ phải kết hợp với cái lộ trình điều trị chỉnh nha để can thiệp hỗ trợ một phần về cái tình trạng rối loạn khớp thái dương hàm này được tốt hơn, để hạn chế khả năng ví dụ như là tình trạng đau có thể là sẽ hết đau, hay là tình trạng mà tiếng kêu có thể là đỡ hơn hoặc là hết những tiếng kêu trên lâm sàng đến khi mà kết thúc quá trình chỉnh nha. Và chúng ta đã vừa tìm hiểu qua 4 biến chứng rất là nghiêm trọng của việc niềng răng hỏng. Chúng ta sẽ còn một biến chứng nữa. Và tôi thấy là bác sĩ Cao Linh đoán rất là giỏi, nhưng là tôi xin phép được mô tả. Vâng ạ, biến chứng này thì có 3 chữ cái, 3 từ đơn thôi ạ. Và đây là một biến chứng rất là nặng nề mà tất cả mọi người niềng răng thì đều rất là sợ. Bác sĩ có xem một số những cái bạn mà đăng ảnh lên những cái group niềng răng ấy ạ. Và các bạn ấy bị ngã xong rồi răng rất là tình trạng rất là nghiêm trọng đấy ạ. Thì bác sĩ có đoán được không ạ? Tình trạng ba từ ạ, ba từ.
gãy chân. Không phải gãy ạ, nó nghiêm trọng hơn cả gãy. Nghiêm trọng hơn cả gãy. Tình trạng rất là nặng. Rất là nặng luôn đấy ạ. Chân răng đây, ví dụ chân răng đấy ạ, xương ổ răng và chân răng và nó bật chân răng. Đúng rồi ạ, bật chân răng. Bật chân răng. Và biến chứng cuối cùng của chúng ta chính là bật chân răng, và bác sĩ Cao Linh vừa đoán được. Và bác sĩ có thể cho khán giả biết một số thông tin về biến chứng này không ạ? Biến chứng bật chân răng ra khỏi xương ổ răng ấy, thì đây là một cái biến chứng mà thường gặp khi bệnh nhân được điều trị ở các cái nha khoa không có uy tín. Ví dụ như là các cái hệ thống mắc cài được sử dụng trên ca của bệnh nhân là không có hề đảm bảo các cái thông số về độ tiếp hay là độ tọt trên lâm sàng, dẫn đến tình trạng là khi sử dụng các cái dây cung trên các cái hệ thống mắc cài đó, dẫn đến là các chân răng bị sai hướng và thể hiện là tình trạng mất tọt, gây ra tình trạng là chân răng sẽ đưa ra bản ngoài hoặc là bản trong trên lâm sàng, sẽ dẫn đến là khi mà nhìn trên lâm sàng ấy, các bạn có thể dễ dàng phát hiện ra khi mà cái gồ xương của mình nhìn thấy cái bóng chân răng ngay ở ngoài phía niêm mạc ở phía bên ngoài, thì đấy là một những cái biến chứng mà gây ra tình trạng là chân răng bị bật ra khỏi xương ổ răng. Thì biến chứng này cũng gặp phải khi mà sử dụng các cái lực kéo mà quá mức, sẽ dẫn đến là răng không đáp ứng được với cái lực kéo này và sẽ đi sai hướng. Điển hình đấy là răng sẽ bị bật cái chân răng ra phía ngoài, và có thể là các bạn sờ thấy cái vị trí chân răng ở phía ngoài luôn, và hoặc là thậm chí là lộ ra khỏi ngay cái bề mặt niêm mạc ở phía ngoài và các bạn nhìn thấy trên lâm sàng. Thì khi mà gặp phải biến chứng này thì cũng giống như Trinh vừa nói, đấy là một cái biến chứng mà nguy hiểm nhất trong cái quá trình niềng răng, tức là cái răng đó của khách hàng là một là khó có thể điều trị tiếp khi mà đã bật chân ra hẳn ra phía bên ngoài, hay là tình trạng điều trị tiếp theo sẽ rất là phức tạp để chữa được cái tình trạng bật chân răng hay là tình trạng mà mất tọt của kiểm soát của răng như thế này. Vâng, và hầu hết là những cái biến chứng mà bác sĩ vừa chia sẻ thì đều có liên quan tới một yếu tố, đó chính là tác động lực, sai lực, đúng không ạ? Vậy thì tôi không biết rằng trong quá trình chỉnh nha thì bác sĩ sẽ kiểm soát lực như thế nào để chân răng có thể di chuyển an toàn về tới cái vị trí mà bác sĩ mong muốn, cũng như là lực như thế nào thì là vừa đủ, bác sĩ có thể giải thích kỹ hơn được không ạ? Thực tế thì cái lực chỉnh nha ấy là lực mà bác sĩ mong muốn để đưa các răng một cách an toàn từ một cái vị trí mà sai lệch về cái vị trí đúng thẳng mà mong muốn ở trên lâm sàng, ở trên cung hàm. Thì thực tế với một cái sử dụng lực đúng thì nó sẽ có nhiều cái giải phẫu xung quanh mà mình có thể tính toán lực, ví dụ như là vị trí của xương vỏ hay là vị trí đáp ứng của chân răng liên quan đến chiều dài chân răng. Bác sĩ sẽ tính toán các cái hệ thống lực kéo hay là sử dụng các cái lực cho phù hợp để đảm bảo quá trình răng di chuyển một cách an toàn đến cái vị trí mà bác sĩ mong muốn. Thì tuy nhiên thì một cái lực kéo làm như Trinh có hỏi đó là sao cho phù hợp, thì cái lực kéo này bác sĩ sẽ phải tính toán thì dựa trên rất là nhiều cái các cái thông tin dữ liệu của khách hàng. Bác sĩ sẽ phải lên phác đồ điều trị áp dụng các cái công nghệ để tính toán cái lực kéo này. Thì một bác sĩ để có thể điều trị được một ca, tính toán được lực tác động cho một ca thì phải đủ được hai yếu tố. Một là bác sĩ đó có đủ các cái điều kiện để hành nghề chỉnh nha hay không, tức là để thực hiện hoàn thiện một ca chỉnh nha hay không. Và thứ hai là công nghệ mà bác sĩ áp dụng để hỗ trợ trong cái quá trình chỉnh nha đó. Thì vấn đề đầu tiên đấy là cái trình độ của bác sĩ, thì trình độ của bác sĩ cũng rất là quan trọng. Bác sĩ có tốt nghiệp chính quy của răng hàm mặt hay không, thì khi bác sĩ tốt nghiệp chính quy thì sẽ được đào tạo các cái rõ ràng từ giải phẫu, từ các cái ngành, các cái bệnh lý học liên quan đến răng miệng, cũng như là đào tạo về cái lĩnh vực chỉnh nha chuyên sâu tại các cái trung tâm đào tạo uy tín ở trong và ngoài nước. Thì với trình độ kinh nghiệm của bác sĩ thì cũng đánh giá cái khả năng quyết định ca lâm sàng đó có thành công hay không, và phụ thuộc chủ yếu là kinh nghiệm của bác sĩ. Thì ngoài ra thì cái yếu tố thứ hai mà bác sĩ kể đến đó là yếu tố về công nghệ. Theo trước đây thì công nghệ niềng răng thì gần như là không có. Các bác sĩ trước đây thì chủ yếu là dựa trên cái kinh nghiệm là chính. Thì với việc mà không áp dụng các cái công nghệ thì bác sĩ hoàn toàn dựa trên những cái kinh nghiệm của mình thôi,
tính toán là dựa trên thử nghiệm đáp ứng trên bệnh nhân cái lực đó có phù hợp hay không. Còn hiện tại bây giờ thì với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại thì tại Nha khoa Lạc Viện Tech thì đang có một cái công nghệ là công nghệ X-Matrix áp dụng bộ 3 bao gồm có phần mềm AutoLine, phần mềm SmartStream và phần mềm WebSep để lên cái phác đồ điều trị một cách chính xác nhất. Thì tại phần mềm SmartStream, bác sĩ sẽ tính toán dựa trên tình trạng phim để đưa ra cái mức độ kháng xương, đưa ra được cái độ tọc của răng phù hợp, đồng thời là xác định được cái hệ thống dây cung cũng như là hệ thống mắc cài phù hợp trên từng ca của khách hàng để đảm bảo là quá trình dịch chuyển răng được một cách thuận lợi nhất. Thông qua đó thì cũng sẽ hỗ trợ để biết được là với khách hàng này họ đang có những cái giải phẫu nào liên quan để bác sĩ có thể tính toán được trước cái lực kéo làm sao cho phù hợp nhất với khách hàng. Thì đấy là những cái công nghệ mà có thể áp dụng thêm cùng với kinh nghiệm của bác sĩ để lên được một cái ca, tính toán được một ca sử dụng lực kéo phù hợp và đưa đến được cái kết quả cuối cùng cho bệnh nhân một cách là hoàn hảo nhất. Thì đó là những cái gì tôi chia sẻ về những cái vấn đề lực trong chỉnh nha. Vâng, và tôi được biết rằng công nghệ X-Matrix hiện đang được áp dụng tại Nha khoa Lạc Viện Tech thì cũng cho phép khách hàng biết trước về cái kết quả điều răng của mình ngay trong buổi tư vấn điều trị khi mà khách hàng còn chưa gắn mắc cài. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ một số thông tin về việc là bác sĩ đã làm như thế nào để có thể có được cái kết quả xem trước đó, cũng như là ưu điểm của cái việc biết trước kết quả là gì so với cái phương pháp cũ khi mà bác sĩ phải tự mường tượng tất cả mọi thứ ở trong đầu và khách hàng thì cũng không có một cái hình ảnh trực quan để có thể biết trước được cái kết quả của mình. Thì với công nghệ X-Matrix là một công nghệ mà áp dụng bộ 3 phần mềm bao gồm có AutoLine, SmartStream và WebSep sẽ giúp bác sĩ tính toán được cái lên phác đồ điều trị. Thì thứ nhất là phần mềm SmartStream, thì đây là một phần mềm tính toán các cái chỉ số bao gồm các chỉ số về khuôn mặt, các chỉ số về răng, các chỉ số phân tích về phim cũng như là mẫu hàm sẽ được tính toán hết ở trên một cái phần mềm này. Mà trước đây với cái việc niềng răng truyền thống thì bác sĩ sẽ phải lấy mẫu hàm, sao lưu mẫu hàm của bệnh nhân ra và đo từng cái chỉ số trên cái mẫu hàm đó để tính toán ra được cái chiều rộng cung hàm hay là mức độ thiếu khoảng thừa khoảng trên cung hàm vân vân, hay là bác sĩ sẽ phải vẽ một cái phim ra để chỉ đưa chấm từng điểm một và đo đạc từng góc bằng cái thước đo góc. Thì những cái công nghệ bằng truyền thống như vậy đã được tích hợp tại cái phần mềm SmartStream để lên được cái phác đồ điều trị cho khách, tính toán các cái chỉ số. Thì từ cái việc tính toán chỉ số thì trên phần mềm SmartStream này sẽ giúp tính toán các mức độ kháng xương để đảm bảo xem là cái quá trình chỉnh nha của khách hàng từ một răng được chỉ định nhổ như này, cái việc nhổ răng có an toàn hay không, có đảm bảo là đóng kín được cái khoảng nhổ răng trong cái quá trình điều trị hay không, thì mình sẽ tính toán và lường trước được trên cái phần mềm SmartStream này. Thì từ phần mềm SmartStream thì bác sĩ sẽ biết được là mức độ kéo của khách hàng là kéo bao nhiêu từ cái trục răng ban đầu và đưa được đến là cái kết quả mô mềm sẽ đạt được bao nhiêu, tức là tính toán bằng VTO sẽ đưa ra được cái phác đồ. Thì với phần mềm AutoLine thì giúp bác sĩ đo đạc chính xác được cái khoảng chiều rộng, chiều dài của răng, chiều dài của cung hàm, tính toán được cái hệ thống dây cung phù hợp để áp dụng trên ca của bệnh nhân, và từ trên phần mềm SmartStream để đưa ra được trên AutoLine là bác sĩ sẽ lên cái phác đồ, sẽ biết được quá trình di chuyển răng hàng tháng từng giai đoạn của khách hàng như thế nào cho đến khi kết thúc, từ đó là ước tính được thời gian điều trị chính xác nhất cho khách hàng lên đến khoảng 99% về cái mức độ là răng di chuyển như thế nào, cũng như là cái từng tháng một lộ trình một là răng sẽ di chuyển ra sao. Thì với cái phần mềm SmartStream và AutoLine thì sẽ đưa đến các cái kết quả về răng, đồng thời là kết quả mô mềm sẽ được phân tích trên phần mềm WebSep, thì sẽ cho biết được là khi mà răng của mình kéo được về đến cái vị trí cuối cùng là như vậy thì mô mềm của mình sẽ thay đổi ra sao. Thì với phần mềm WebSep sẽ tính toán được hết, từ đó thì trước khi mà lên kế hoạch điều trị, trước khi mà khách hàng đến với điều trị tại nha khoa thì sẽ được xem trước hết tất cả các kết quả, thì sẽ bao gồm kết quả trong miệng cũng như là kết quả ngoài mặt, và các cái dữ liệu đó sẽ được đưa vào hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho khách
trong cái quá trình chỉnh nha, đảm bảo quá trình chỉnh nha cho khách, cam kết kết quả chỉnh nha cho khách để khách phần nào an tâm về kết quả điều trị, cũng như là bác sĩ có cái định hướng lâu dài về cái kế hoạch điều trị của bệnh nhân một cách xuyên suốt ngay từ đầu để đảm bảo cái kết quả điều trị niềng răng thành công nhất. Thì đây là một cái bước tiến mà đột phá hơn so với các cái việc điều trị niềng răng bằng phương pháp truyền thống đo đạc thủ công. Thì đấy là một cái phần mềm áp dụng công nghệ X-Magic tại Nha khoa Lạc Việt Intech. Vâng ạ, nghe bác sĩ nói thì tôi cảm thấy rằng đây là một cái công nghệ rất là ưu việt, hỗ trợ, vừa hỗ trợ cho bác sĩ mà vừa mang lại cái sự an tâm cho khách hàng cũng như là đảm bảo an toàn trong suốt cái quá trình điều trị của khách hàng. Và với cương vị là một bác sĩ chỉnh nha đã có rất là nhiều năm trong nghề rồi và đã điều trị cho rất là nhiều khách hàng, vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho khách hàng khi mà quyết định chỉnh nha không ạ? Nhân đây thì tôi cũng gửi gắm đến các khách hàng có mong muốn niềng răng thì hãy chọn một cái cơ sở mà có đội ngũ bác sĩ uy tín chuyên sâu về lĩnh vực chỉnh nha để đảm bảo là quá trình chỉnh nha do chính các bác sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉnh nha điều trị cho mình. Thứ hai là nên đến các cái phòng khám hay là các bệnh viện nha khoa có những cái chuyên môn cao, áp dụng các cái công nghệ và kỹ thuật hiện đại để áp dụng trong ca của mình, tính toán được trước những cái kết quả điều trị sau cùng để đảm bảo là cái kết quả niềng răng một cách thành công nhất và không gây ra các cái biến chứng về sau. Xin cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết và bổ ích từ bác sĩ Cao Linh. Và hy vọng rằng qua chương trình này thì quý vị khán giả cũng đã có thêm rất là nhiều thông tin để tham khảo, để có thể lựa chọn được một cái nha khoa uy tín nhằm giúp cho chúng ta có một quá trình điều trị an toàn cũng như là đạt được kết quả điều trị tối ưu nhất. Và nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp thì có thể để lại bình luận ngay bên dưới video này, các bác sĩ của chúng tôi sẽ giải đáp chi tiết cho các bạn. Và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.